Người có một hoàn cảnh, nhiều khi người này không biết người kia làm cái gì. Rồi người thì nghe kể một cái khác nhau, nghĩa là hoàn toàn không hiểu hết được. Còn riêng với các danh hài thì nhìn cái cuộc sống và những công ăn việc làm người Việt Nam tại Phi như thế nào? Mời quý vị nhìn lại một phần nào hình ảnh của quý vị qua phần trình diễn sau đây của các danh hài Vân Sơn, Bảo Liêm và Lê Quỳnh. Ngày ngày khấn vái đất trời, mong sao thoát khỏi hết kiếp đời mà lòng đong, hết kiếp đời mà lao đao. Cuộc đời mang nhiều đau buồn, ở mất hết tương lai. Hôm nay mới thấy con đường tươi sáng quanh ta. Thì dòng tư dẫn đạo, thì dòng tư dẫn đạo. Quá nhiều rồi. Vui dễ sợ luôn á. Quá vui luôn á. Dĩ nhiên. Quá. Không biết quý vị vui không, biết tôi vui dễ sợ luôn á. Vui mà con vui. Không biết đồng bào sao nghe. Không biết mấy anh sao nghe. Tôi mà nghe tin mà phái đoàn sắp trở lại phỏng vấn lần nữa, tôi vui giống y như là lúc mà mới lần đầu tiên hẹn gặp người yêu tôi vậy đó. Bậy. Trời ơi, gặp phái đoàn mà anh tưởng tượng giống hẹn gặp người yêu. Vô đó thấy cha Mỹ cho phỏng vấn tự người yêu đè trái hôn đi. Rồi trả cho Bảo Lãnh qua ở với Michael Jackson á. Thôi anh ơi, Michael Jackson nó khoái mấy đứa nít không à. Đường cha già này qua bển anh nông ố tụi con ăn liền á. Ai cha này nè, sắp đi gặp phái đoàn phỏng vấn rồi bộ không có tâm trạng gì hết trơn à. Ủa chứ sao không có, qua đây tôi kể cho nghe. Tâm trạng phải khép, gặp phái đoàn mà. Tâm trạng của tôi nó hồi hộp giống như là lấy vợ mà chuẩn bị động phòng vậy đó. Trời ơi, thôi đi anh ơi, động phòng có sướng gần chết luôn nghe. Bậy mà nói hồi hộp. Hồi hộp gì? Sao hồi hộp? Hồi hộp không biết con vợ mà nó cưới về nó còn nguyên không. Anh sợ con vợ anh bị bể chỗ nào mà. Bậy, tôi có bể tôi biết là tôi đâu có lấy. Chứ sao? Tôi sợ nó bị nứt á. Ôi đàn bạn gái ai không bị nứt ông ơi. Bị lũng á mới sợ. Gần tới cái ngày đi vợ được phỏng vấn rồi cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Chứ tâm trạng anh sao? Trời ơi tâm trạng của tôi nói anh nè. Vừa mừng vừa lo. Trời ơi gặp quán đường là phỏng vấn là ngon lành là mừng rồi. Làm gì có lo trong đó nữa. Sao lo? Anh biết mừng á là sắp sửa được đi định cư. Đúng rồi. Còn tôi lo là tôi không biết là khi tôi đi rồi đó. Rồi ai ở lại lo cho đồng bào mình ở đây đây nè. Trời ơi, ông làm như ông tổng thống Phi không bằng. Mà anh làm cái gì mà anh lo dữ vậy? Mà anh có gì lo dữ vậy? Trời ơi, anh biết không? Ừ. Tôi kể cho hai anh nghe để hai anh biết là cái nỗi lo tôi sao nè. Rồi, nghe lại nghe coi. Biết luôn rồi làm gì cắn răng dữ vậy. Anh làm ở trong hội cứu trợ người nghèo phải không? Mẹ nói trời ơi nghèo giàu thì tôi cũng giúp hết trơn cái trời á. Vậy hả? Rồi miễn ai mà không có tiền thì tôi giúp à. Trời ơi cha này quá dữ nha. Ai cũng giúp hết trơn vậy đó hả? Vậy là anh làm nghề gì? Nghề gì? Cho mượn tiền góp. Trời ơi. Thôi tôi mượn tiền góp hồi nãy giờ tôi tưởng ông làm gì lớn ông lo cho dân đồ dữ nè. Tôi nói anh nghe là cái nghề đó ác đức dữ lắm nha. Anh không nghe người ta nói là cho dai ăn lời cắt cổ hả? Đúng rồi đó. Trời ơi chừng nào cho dai ăn lời cắt cổ mới ác. Chứ anh sao? Tôi đâu có cắt cổ. Vậy chứ anh làm gì? Tôi bóp cổ à.
Ngồi chờ với ai anh vậy thôi, chứ cái nghề này anh biết không, làm nghề này giống như làm phước vậy đó. Có tiền để dư làm gì, thấy không? Kiếm bà con cô bác nào thiếu vốn không có tiền mình giúp cho họ, sau này cái làm ăn khấm khá rồi họ có con mình cũng có cháu. Trời ơi, tội nghiệp tốt quá vậy đó hả? Cho ta ăn cơm mình ăn cháo không vậy đó? Ăn cháo hoài à? Để mình ăn cháo gì ạ? Cháo bầu ngư. Bầu ngư. Nhưng mà hồi nãy là tôi nghe anh ca cái câu chó anh là lâu lâu anh cũng cắn răng kêu trời là tại sao vậy? Tại sao ạ? Thì bây giờ bây giờ không cắn răng kêu trời kêu ai? Cha này ngu nè. Bây giờ cắn răng kêu trời làm sao mà được? Bị giật cắn răng là phải kêu cảnh sát cho ơi. Đó, thấy không bà con cô bác thấy không? Số bậy nè. Trời đất ơi, ở đây nè, không có miếng giấy lộn lưng nữa. Bây giờ kêu cảnh sát tới nó không bắt thằng kia, nó bắt tôi mới chết à. Thấy không? Vậy là làm cái nghề anh hồi hộp quá anh ơi. Thầy này là qua đây nói cho nghe, làm mấy cái nghề nào cho nó nhẹ nhàng mình hả? Làm anh làm cái nghề anh nó hồi hộp quá. Vậy anh làm nghề anh về nghề nghề của tôi này nó nhẹ nhàng mà nó không ác đức gì hết trơn á. Nghe tôi kể nè. Bao năm dài quen nắng mưa, dù khó khăn không sợ, dù đói no không mèn, vai mang nặng lính phải không? Phải. Thế là sao có vụ đi lính nữa nữa? Đi hành quân. Để mang ba lô đồ vượt đường dài rồi. Tôi nói hai anh nghe, lính đối với tôi là tầm thường. Tầm thường luôn. Tôi còn dữ dội hơn lính nữa. Là mắt tôi lúc nào cũng phải dòm giáo giác xung quanh. Tay chân lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đối phó với địch. Địch lại. Ủa, địch lại. Cảnh sát phi. Ủa, anh gặp cảnh sát rồi làm gì? Làm gì? Thì ôm đồ chạy. Chuyện đơn giản vậy mấy ông cũng hỏi nữa. Vậy làm nghề gì? Đi bán dạo. Bán ngoài đều đường mà. Gặp cảnh sát không ôm đồ đi là đứt vốn đó. Bán dạo, nói bán dạo. Làm tôi tưởng anh sắp được đi lính, sắp gửi qua bên Iraq. Mình tưởng là nãy giờ ông đi lính. Dữ dội hơn lính đó. Nhưng mà bán dạo anh bán. These $60 Japanese. Cái gì tôi cũng bán hết trơn. Thậm chí tôi nói nhỏ nghe. Đồ lót phụ nữ tôi cũng bán luôn nữa. Cái gì mà chơi á. Buôn bán sao bán được không? Trời ơi, ta có tiệm, có chỗ đàng hoàng, ta bán còn chết lên chết xuống á. Mình đi bán dạo mà cũng phải có chiêu cạnh tranh nhớ. Có chiêu đàng hoàng. Có chiêu đàng hoàng. Để giờ bây giờ bán cho ta chạy chai dầu gió ha. Bán là phải có tặng. Tặng gì? Tặng so bóp. Đúng không? Sao vậy? Đúng. Tại vì ta mua dầu nóng mà, mua dầu nóng ta đâu biết tốt hay không. Mình phải đè ta xuống so bóp. Cái ta tưởng chai dầu nóng này tốt cái ta mua. Nhưng mà thật sự nó phải tay chai dầu nóng này nó nóng lắm, tại tôi bóp đó nó mới nóng. Làm buôn bán là phải có chiêu vậy đó. Rồi thí dụ như anh bán dầu thơm thì sao? Tặng sức thử. Thử ta thấy thơm ta mới mua. Sức đây nóng quá nó không thơm được sao? Tắm. Quy chai dầu thơm tắm luôn. Đây nó nóng mà nó hôi nữa. Cho tôi hỏi nhỏ này nghe. Vậy rồi khi mà anh bán cái đồ lót phụ nữ anh tặng gì? Không lẽ anh bán cái trên anh tặng cái dưới? Bán kiểu đó là tôi đứt vốn lẹ hơn nữa cha nội ơi. Tặng gì kỳ cục vậy? Bây giờ thí dụ người ta muốn mua cái áo ở trên thì mình tặng liền. Tặng cái gì? Đo thử. Không tính tiền luôn á. Bằng tay. Đàn bạn gái lại hỏi coi dùm coi số mấy cái tôi để vô cái kịch. Trời ơi, dòng điện nó chạy lên liền á, nó chạy lên đầu tôi biết sai máy liền. Dữ dội quá. Vậy cho mà vẫn bị hố mấy lần nha. Bị hố nghe. Bữa đó có người cũng kêu tôi đo thử dùm coi số mấy đàn bán cho người ta. Cái tôi cũng để vô cái kịch. Tôi thấy nó im ru à. Ủa sao kỳ vậy? Không có một dòng điện nào chạy lên đầu hết trơn á. Ủa kỳ vậy? Nhưng mà anh đo đàn bà hay đo con gái? Bà ngoại.
Sao vậy? Sao kỳ vậy? Trời ơi, bà ngoại 80 mấy 90 tuổi rồi. À? Tôi để vô cái kịch. Đâu có thấy gì đâu. Nó đâu có nằm ở chỗ này đâu đó. Nằm ở đâu? Chỗ nào? Muốn đo bà ngoại phải đo dưới bụng á. Nghề của anh với nghề trên này không bằng nghề của tôi đâu. Ủa anh nghề gì? Nghề tôi ngon lành lắm, nghe tôi kể mà anh nghe. Anh kể được đấy. Bao năm tôi đã chăm lo người người ăn no lo khi lúc trời vừa sáng tận khi đêm về. Từ thanh niên tới người tuổi già, từ Việt Nam tới Phi, tôi đều lo hết nà. Người người ăn no. Làm nghề anh ca tôi biết là làm nghề gì làm rồi. Gì? Anh làm cho hội từ thiện nè, phải không? Sao vậy anh, sao hội từ thiện? Cái nữa từ thiện mới lo cho hết người này tới người kia ăn no chứ ai có tiền lo chuyện đó. Trời ơi, hội từ thiện người ta ăn lo ăn no là người ta không có tính tiền. Thì đúng rồi. Còn cái này người ta lợi tôi ăn là người ta phải trả tiền. Vậy ủa vậy lại làm nghề gì vậy? Bán phở. Bán phở mà nghe nãy giờ phở làm gì dữ dội luôn. Ngày phở tôi ngon lành nha. Ngon lành sao? Ngày phở tôi là ngày phở gia truyền nha. Gia truyền tức là truyền từ đời này tới đời khác đó. Đúng rồi đó. Vậy là truyền từ đời nào nó chạy. Trời ơi, cái ngày phở của tôi mà có được á là có từ thời ông cố nội tôi lận. Ồ vậy là quá trời lâu luôn á. Bán phở rồi hả? Ông cố nội không phải. Ông cố nội tôi không có bán phở. Nhưng mà ông làm cái nghề mà liên quan tới cái nghề bán phở của tôi. Vậy làm nghề gì? Bán hòm. Trời ơi, không tự nhiên đáng bán phở cái ông cố nội của anh bán hòm. Không tự nhiên lẽ lấy xương người ra nấu nước lèo ông nội. Từ từ nó mới liên quan chứ nè. Ông cố nội của tôi là người bán hòm. Nhưng mà ông suy nghĩ ông thấy là bán hòm thì mình kiếm tiền trên cái chuyện mà chết chóc người ta. Ông không có thích nữa. Ông mới bỏ cái nghề đó, học cái nghề khác. Truyền lại ông nội tôi. Đã chỉ qua nghề bán phở nè. Chưa. Chứ nghề gì? Thiến heo. Rồi lãng nhách nó càng lúc thấy càng xa cái vụ phở rồi đó. Phở người ta đâu có bán heo đâu ông nội. Thì từ từ nó mới dính chứ, làm sao dính liền được. Rồi lâu dữ vậy đó hả? Ông nội tôi làm cái nghề thiến heo 3-4 năm gì đó. Thấy nghề này ác quá anh. Ác quá mà. Sao ác? Sao ác không? Sao ác? Tại vì anh tưởng tượng thôi, đàn ông trai mình nè, đè ra thiến hết đi. Rồi đàn bà sao ta sống? Đàn ông con trai mà bị thiến hết, đàn bà con nước cắn lưỡi chết chứ xong rồi. Bởi vậy ông nội tôi bỏ nghề thiến heo đó mới học cái nghề khác dạy lại cho ba của tôi. Đây nữa, bây giờ tôi biết nè, dạy lại cho ba anh cái nghề bán phở phải không? Đúng. Ủa vậy chứ dạy nghề gì vậy? Chăn bò. Trời đất ơi, sao kỳ, sao ông này ông nói càng lúc càng xa vậy trời? Ủa chăn bò dính gì tới phở? Bây giờ dính rồi nè. Dính chỗ nào nè? Phở nó bằng gì? Xương bò. Đúng rồi, xương bò phải không? Đó xương bò thì bởi vậy mới dính bò nè. Ủa chăn bò là dính vô cái phở vậy đó. Nè, đó dính nè. Đó ông già tôi nghe. Cả một đời chăn bò nghe. Chăn bò cả một đời. Cuối cùng ổng mới dành dụm tất cả vốn liếng. Ổng mới mở cho tôi một cái sạp. Đó, bây giờ nè, cái sạp này mà không phải cái sạp bán phở của con anh liền. Đúng. Anh làm con tôi đi, không phải bán phở. Trời đất ơi. Vậy chứ bán gì? Bán thịt bò. Bán thịt bò đâu dính dáng gì tới phở ông nội. Đó thì bây giờ nè, bởi vậy nhờ bán thịt bò nghe. Mà mỗi ngày bán ế dư 30-40 kg. Thịt thương làm gì? Bỏ vô đồi phở nấu ngon vô cùng. Trời ơi, nhờ vậy mà ra ngày bán phở. Hèn chi ai lợi ăn phở của anh cũng về khen ăn cháo lòng ngon quá. Không vậy đó, vậy mà sống đất đổ qua ngày chơi vậy. Đâu chơi vậy thôi, chứ ở đây là hoàn cảnh mà. Miễn sao sống lương thiện là được rồi. Không, nhưng mà giờ cũng có cái tin vui rồi, tụi mình sắp sửa đi định cư rồi. Không thôi, cũng cái sẵn dịp này cầu chúc cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều lên đường định cư bình an. Đồng ý không? Đồng ý, chuẩn bị lên đường nha. Lên đường bình an, cùng nhau chúc cho bao người mau lên đường.
đường mình.